Ok bạn ơi, anh em mình đã tới điểm nhà bố An nha bạn. Đây, một căn nhà bố An khá là ghê luôn rồi. Mà mình thấy mấy tụi này sao nó hào hứng chưa ta? Nhà này á, mình thấy khá là mù luôn, không biết có ma mị gì trong này không nữa bạn ơi. Bạn coi nè. Rồi bạn ơi, mình lú đầu vô mình thấy lạnh đến tận cốt lõi luôn á bạn. Im lặng đến đáng sợ luôn bạn ơi. Không biết tụi này tìm được chỗ chốt nữa. Ủa bay em thấy sợ, bay thấy nhạc ghê lắm bay ơi. Bắt mày đẹp luôn kìa. Trời ơi. Bắt mày đẹp con luôn kìa. Ơi em biết đụng vô á. Thôi vô quay nào, quay nào. Ê, để tao đi. Bay ơi, vô đây nè bay. Thôi kệ đi, mình đi vô về thách mèo thay vô. Hả? Nghe ghê lắm rồi. Nghe giống như là động đất vậy bạn ơi. Có cục pin nữa nè. Con lượm cha ghê, bỏ xuống xuống xuống. Quần áo. Thôi bà ơi, còn đã đứng bước đó sọc mày. Vô quay nha. Như một cái phòng quá luôn hả? Trí tờ rồi mà chưa. Có chai rượu nữa à. Chai bia. Nè. Tiếp đi, có bộ bài nữa nè. Con dơi bay mà không có con dơi bay quả ở đây nè. Rồi bay kìa. Không bay sao dơi. Ngày ngày mấy rồi? Bạn ơi, đi lên tầng 2 à. Đi lên tầng 2 tốt không? Đi lên tầng 2 coi thử coi. Ở lên tầng 2 không? Lên tầng 2 đi lên. Đi lên. Cái gì nhát mà ở đây tưởng chốt tiền nhà bốc hang đồ. Em hơi sợ xíu hả? Ơi ơi. Mày ơi, đánh đi. Ừ. Đi bán rồi. Không em đã đi. Đây sao nhà nha bạn. Nhà này ai học gì nè? Hả? Giả đi. Nhà này co á. Đây cẩn thận nè. Nhà này em thấy khá là trống, nghĩ tìm chỗ trốn khó nha. Đây sao mày lên nè. Đi chơi. Có thằng lằn kìa. Tầng 2 chả có gì mà ơi. Hồi lên luôn đi. Lên coi thử coi. Dịnh cái bậc này. Rồi cái cầu thang này lâu sợ mình xuống cấp nữa bạn ơi. Tầng này sợ xuống cấp mà họ sập xuống nữa. Bài nghe nè. Coi cầu dao cầu điện mày ơi. Rồi cầu khác nha bữa giờ. Bạn coi cửa bể mà. Nhìn ra ngoài nha bạn. Bạn nhìn coi hành lang không ai dọn hết nước không mọi người. Ôi, dễ giếng nè mày ơi. Ờ, chứ mình đã được. Con thử đi. Con bèn bèn. Ờ, nó nguyên cá bóng mình đi. Đang lại. Dạ. Nó, khung viên ở ngoài sẽ nhìn vô như thế này nha bè. Ờ, trốn tầng trạch đường này bay. Cút đấy đó. Nó vào đâu? Núp trong tim em. Núp trong tim em Châu. Nó ở đâu? Em lại thì mình thấy nó đi đây sao ghê bằng chục nhà được hiệp. Còn mình thì cũng sao lại bạn mình nút gặp mé đó bạn ơi. Ok. Nghe hai đứa bay coi chừng chích chụm nha. Tụi mình đi vô nhà trốn mà thôi. Ngồi nào nằm đi trốn lẹ đi bây ơi. Đây. Chụp được nha bạn. Ngon. Rồi, tao nói này nha. Mày trốn im nha, trốn im một chỗ, đừng đi tùm lum nha, không được đâu. Mình mới tìm mỗi chỗ thích hợp mày, cái này là tầng 2 các bạn. Ở đây có cây chùm ruột mà, có gì dễ qua đi ăn luôn, ngồi đây đại tay luôn. Vậy để tao khóa cửa dùm cho. Thôi đừng mày. Chứ mở. Ở ngoài khóa cửa đi cho tạo hiện trường giả đi. Không có. Khó chuyện chốt đâu đây nè bạn ơi. Mình phát triển xuống mấy phòng trốn nha. Ngay trong nhà khá trống mà khá dễ tìm nữa. Nên phát triển định xuống mấy phòng trốn. Còn mình không biết trốn đâu mà những nhà mình thấy muốn leo lên nóc nhà mà không có chỗ leo mọi người. Ghe giống đâu kìa. Cái ghe trốn này nè mọi người. Hả? Trốn đó phải không? Ok.
Ok, rồi, người cuối cùng mình đây. Mình không biết trốn đâu đây. Các bạn phải kêu quyết định chui đây trốn nha bạn. Nãy giờ mất khá nhiều thời gian luôn mà ơi, giờ tới mình nghe mình cũng biết trốn đâu nữa. Để mình chạy đi kiếm trốn mày. Mình phi tan thôi, dép ở đây đi. Phi tan chứng cứ thôi. Dục đôi dép được bùi lùm nè. Đó, dục đôi dép đi cổng nha. Mình lọt nước mình trốn. Trái ở đây có mình cua lọt nước á. Gần đâu gần. Đó, bạn nhìn nè. Khu này kính hết luôn mọi ơi. Đó giờ mình cầm camera mình không thấy mình thắng như nào mọi ơi. Chắc tại camera xui, bữa nào mình để camera cho ai cầm được mọi ơi. Nếu game này thắng mình để cả. Mình thắng mình cầm camera tiếp, còn mấy mình để cho ai cầm nha. Xui quá. Rồi, đằng cầu nhìn qua được mọi ơi. Ba mình sẽ đi từ đằng cầu nó nhìn qua. Mình phải chui một lần đến đây. Ơi có cây gai mọi ơi. Đặng hoàng nó đâm chảy máu á. A few moments later. Đó các bạn ơi, thì giờ là hết giờ quy định nha các bạn. Thì nãy giờ hơn nửa tiếng rồi. Thì mấy anh em mình xuống đây gửi xe ở nhà của bà chị quen đây nè các bạn. Đó. Thì do nhà quan này nó nằm ngay cạnh mấy sông, ngay kế bên một cây cầu. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi tìm nha. Cái nhà này thì khá là bí ẩn luôn nha. Không biết tem mình nó có dám vô nhà trốn hay không nha. Đó bạn thấy không? Ngôi nhà này khá là bí ẩn, nằm cạnh bên một cái bờ sông nè. Ở cái này mà câu cá sinh tồn chắc cũng được đó bạn thấy không? Nó vòng qua anh kia rồi, cái sông nó vòng qua bển dài, khá là dài luôn ha. Các bạn chờ xem ngày hôm nay ai sẽ là người chiến thắng cái game này nha. Đó, bây giờ sẽ tiến hành vào bên trong nha. Ở bên ngoài bạn thấy nhìn thấy không? Hai ngôi nhà liền kề luôn. Một cái căn nhà như có lầu nha các bạn đó. Một lầu nha. Chắc mình nghĩ cái nhà này không có ai ở lâu lắm rồi. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành vào bên trong nha các bạn ơi. Mời các bạn theo chân mình nha. Đó. Đây là con đường mòn dẫn vô cái nhà này nha. Đó, bạn thấy không? Ở cái nhà vẫn còn khóa cửa nha. Ồ, có cái lỗ lù này chui ra vô vô được nè. Ồ, cây này có chùm ruột có trái luôn bạn ơi. Đây nè. Có trái luôn, đã dữ ta. Hái một cái chùm ruột ăn trước rồi. Quá lạ. Ơi. Đây bên quay bạn coi bên trong của nó nha. Đó. Nhà này nha. Mà mình không có cửa vô, chắc mình nghĩ tem mình cũng không dám vô đâu. Bây giờ mình sẽ tiến hành tìm ở khu vực bên ngoài trước nha. Không biết thanh niên nào dám leo lầu không ta. Wow. Mình coi chừng có ai mà lại bờ sông trốn nha các bạn. Trên cây đồ này kia cắt kiểu nha. Ồ, cái cây cổ thụ này các bạn coi nè. Đó, cái căn nhà nó quang vắng rồi, thêm cái cây này khá là cổ thụ nữa chứ. Cổ thụ quá trời các bạn ơi. Đó thì nói chung là con lại đây là con chỉ chơi tốn tiền chơi thôi nha. Thì mong những người phước mặt ở đây là giống như có gì phạm lỗi là tha thứ giùm tụi con nha. Đó, tụi con chỉ vô đây chơi một trò chơi tốn tiền thôi, chứ không phá phách gì hết. Rồi các bạn ơi, mình thấy dưới nước hình như có nhịp nhịp nha các bạn. Dưới nước có động nước các bạn ơi. Trời ơi, mình sợ ong quá trời luôn á. Đây như có ong, sợ ong quá. Ôi cây này nó bự nè. Wow. Các bạn thấy ong nước nó nhịp nhịp, bạn thấy không? Đó, có tác động của nước nhịp nhịp nè. Con cá là người ta thôi. Ở đây có chừng có ổ bìm bìm nha các bạn. Hay không? Ê, có cá màu đỏ các bạn ơi. Ê, Hoàng Hủ là người chết đầu tiên nha các bạn. Trời ơi, Hoàng Hủ đi trốn cái chỗ gì dễ tìm dữ trời. Dạ. Cái này là quá ngon, động nước như vậy, động nước dữ vậy. Ủa kìa, da động nước hả? Trời ơi, đứng trên bờ thấy nước nhích hết trơn à. Dạ, mũi chích. Ôi, bà Hủ đi chọn cái cây này khá là bự nha các bạn. Ôi, cây chừng có ông nha. Ờ xui với cha nay bữa nay chắc cầm camera thấy xui cha, bữa nào cho người khác cầm review đi chơi. Đúng rồi, thì cầm camera rất là thiệt thòi các bạn, tại vì sao? Tại vì những người khác tốn tiền rồi là mình đi trốn á, không có còn chỗ nữa. Không có thời gian trốn. Ủa quan đi dép đây nè. Dép của con dục vô. Trời ơi. Trời ơi, cái nhà này khá là bí ẩn, có ai vô bên trong người ta. Ở đây là chắc nhà bếp, mình nghĩ nhà bếp nha. Trời ơi, tối thui nè, bạn coi nè. Wow. Cái căn nhà này mà ban đêm sinh tồn hơi bị
ghê nha các bạn. Nói chung là hơi bị sợ nha. Ở đây cái nhà này biết có ai không ở lâu lắm còn không. Trời ơi, căn nhà bên trong nè các bạn ơi. Chữ này chữ riêng nha. Có hình chữ riêng. Ôi, có cái nhà tắm. Tối quá, mình không dám vô nữa các bạn ơi. Ui, trời ơi, thui nó con mỏi ơi. Có hầm cầu bổ quang nữa nè. Wow, cái căn nhà này khá là bí ẩn mà Hữu ơi. Ôi, căn nhà này rộng giữa ta. Trời ơi, các bạn biết sao không? Cái căn nhà này bị sụp lúc ai con chừng mà Hữu ơi. Lại đang chịu nó sụp xuống mà Hữu ơi. Có dấu hiệu sụp xuống nha các bạn. Cái nhà này nè. Ghê không? Đây nè, có ai không giúp em ta? Chắc có đồ còn bổ quang này nữa nè. Ồ, có bộ đồ quần áo các bạn ơi, bài này ghi cắt kiểu này thấy không? Ồ, trong đây chắc có rất là nhiều rắn gì để ở nha các bạn. Căn nhà này khá là bí ẩn luôn. Ở trong phòng này có một cái phòng. Ơi, phát hiện cái phòng này trống lỏng không ai chứ bạn ơi, có con dài. Wow. Có một chai bia. Có một cái quần. Cái quần nữa các bạn ơi. À, mình biết rồi, chắc ai dẫn bạn gái ở đây sao có quần với dài nè. Chưa kịp mặc bỏ chạy nữa bạn ơi, thôi mình đi ra. Ở đây là cái con đường đi lên nhà các bạn ơi. Trời ơi. Ôi vô được luôn hả? Dạ. Trời ơi, trong đây có một căn phòng gì đây ta? Hồ nước gì vậy? Cái đó để chứa nước dạ. Trời ơi, đây có người ta không ta? Tao lên đây không được không? Không ai cho mình quay cho mình coi nha. Không ai hết trơn. Trời ơi, trong đây khá là bí ẩn luôn các bạn ơi. Cái nhà này khá là. Trời ơi. Nguyên một cái sân khá là rộng rãi luôn các bạn coi nè, cái nhà này đã thiệt chứ. Ủa, cái nhà này vô sinh tồn hơi bị ngon luôn Hữu ơi. Wow, căn nhà này sao người ta không ở ta? Uổng vậy ta. Căn nhà này thấy khá là còn đẹp hả bạn Hữu? Dạ, mà căn nhà này cha thấy có linh thiêng gì nên người ta trốn đi trời. Chứ nhà thì ngon quá trời. Nói chung là mình chỉ suy đoán thôi chứ mình có khi người ta làm ăn không được hay là ta làm ăn chỗ khác ngon hơn người ta đi thôi chứ. Cái nhà thấy cũng sáng sủa ngay mặt tiền luôn mà. Trời ơi, trên đây là có một cái gác gỗ nha các bạn, không có ra ngoài được. Rồi gác một cứng luôn đây với cái sạc không nữa nghe, xuống đi bà ngủ ơi. Báo nữa nè. Rồi như vậy không ai dám vô nhà cho nó mấy tay mình nhát dưới trời. Rồi nha. Nhà chốc quá hết người trốn giờ. Đúng rồi, cái nhà này nếu mà vô đây trốn mình cũng dễ tìm nha. Rất tiếc là Hữu là người bắt đầu tiên rất là dễ dàng các bạn ơi, không có khó một tí nào hết. Rồi tiếp theo mình sẽ coi ai chết nữa nha, tiếp theo nha. Thôi sẵn đi anh nhầm đi luôn đi. Này. Không, căn nhà này có rất là nhiều chỗ trốn, tại đứa biết không, mấy cái bực nước các bạn coi nè. Trời ơi, cái này có dao chặt vô nước ăn được luôn hả các bạn ơi. Trời ơi. Cái này nè, vô nước này vừa ăn luôn nè, tức thiệt chứ. Rồi đem dao ra chặt ăn nha. Ủa, mình đi chút đi, mình đâu có sinh tồn đâu đem dao. Trời ơi, cái căn nhà này khá là ngon các bạn ơi. Có kiến bể đâu, dần đạp ăn dao. Đúng rồi, mấy cái chỗ này các bạn đi cẩn thận nghe, mấy cái kiến mình chim nó quăng được lum rồi. Thấy chưa? Ở đây là ra một cái căn nhà khác nữa nghe các bạn. Đi mấy chỗ này các bạn cẩn thận, dễ có ong nữa nha. Ủa, con chim nó mới ba mình chụp mình chưa? Wow, khá là kín đáo nè các bạn. Thôi, chỗ này không tiện ở lâu các bạn ơi, mình đi có mình. Căn nhà chắc mình nghĩ làm cổ xưa lắm mà, thấy không, đá nè, đá chắp chồng chồng như thế này thì cái nhà này cái tuổi thọ nó không ít luôn nha. Đây hồi xưa ta mới sắp đá vậy thôi chứ bây giờ ta đã hiện đại ta thi gạch thôi nha các bạn. Nó sắp đá thế này nè, giữa thời cổ đại ha. Nhỏ mẹ cây nó lên ở luôn rồi thấy không? Khá là bí ẩn luôn. Căn nhà này chắc mình nghĩ chắc lâu lắm không có người ở cho nên nó quang sơ thế này, cây nó lên vậy các bạn thấy không? Tùm hết trơn. Ở đây có một cái giếng nước hay gì vậy, mình tò mò mình dở trên đây có gì không nha các bạn. Trời ơi. Đây có một cái giếng nước các bạn ơi. Trời ơi, giếng nước nó sâu nè. Đâu để mình bỏ cục đá với coi thử nha, nó kêu có tủm như thế nào nha. Bạn coi mình bỏ cục đá thử nha. Trời ơi. Cái giếng nước này hẳn là sâu lắm nha bạn, nó tủm cái là mất tiêu rồi nè. Thôi đẩy lại đi, lỡ động tiếp Đông Hải Đông Dương thì mệt. Chẳng thấy không, xung quanh ở đây là nó nằm theo cái bờ sông nè, chủ yếu là trong nhà nó trốn thì mình nghĩ trốn bờ sông thôi chứ không còn chỗ nào trốn hết trơn á. Trời ơi khá là biến đáo. Trời ơi, bạn coi cái kính nè. Trời ơi, lần đầu tiên mình thấy cái nhà quan này nó kính đáo như vậy luôn á. Còn cái cây này, cái tuổi thọ nó bạn coi cái cỡ nào mà thấy không? Đây là cái cây giống như cây mà cây kia bằng cây tâm dồ các bạn. Cây này giống như người ta thường thường trồng trong chùa á, nó bự à. Cái này cái gốc hết thân, chỗ này có chim mình bìm kia làm ổ đây dữ lắm nha bạn đó. Wow. Trời ơi.
ghê thiệt. Vậy là nãy giờ mình chưa tìm ai nữa chứ. Còn vậy mà cái diện tích nhà này nhỏ, nhưng mà cái chỗ trốn thì khá nhiều nha. Nãy giờ mình không có tìm được ai nữa hết trơn á. Đặc biệt mấy cây này sao nhiều dữ ta. Chắc mình nghĩ nhà ở cạnh bờ sông cho nên là ta trồng cây nhiều quá để cho nó được lở nha bạn. Giống như là ta chống mà xịt lở á, trồng lá rú này kia cắt kiểu. Ôi, nãy giờ mình hủ nó bỏ đi mất tiêu bạn ơi. Nãy giờ mình tưởng đi theo mình nữa chứ, ai ngờ đi mất tiêu. Thằng này có hiếu sức à, thiệt tình luôn chứ. Thôi ở chỗ này còn có ai không? Ai ha ha, trời ơi, hay là con trai mình sao nó trốn dở dưới trời hả? Thằng thứ hai tới thằng thứ ba sao vậy con trai? Trời ơi cha, trong nhà hơi sợ ấy, ra ngoài đây trốn trời dở dữ rồi trời. Công nhận phát triển nó dở thiệt các bạn ơi, sao vô nhà trốn. Ê nó nghe nè, đây ở đây giờ có ai, có cha con mình không? Nãy giờ con thấy ai trốn đâu không? Trời ơi cha, con không thấy đâu cha ơi. Trời ơi, cha con mình nó làm như là dưng không bằng, không chỉ các bạn ơi. Nghĩa là mình sẽ nghi ngờ nha, tại vì đa số những tem mình là đàn ông thì ít, đàn ông thì ít, BD thì nhiều. Con nghĩ sao cái nhà không trốn là ngoài trốn cứ nghi sợ ma rồi, cho nên mình nghĩ nó sẽ trốn vòng vòng ở ngoài thì nhiều hơn nha. Đó, cái dùng ruộng này nhiều cháo trời, cũng ngoài ruộng nó ăn ngồi chua cũng chết luôn. Nhưng mà các bạn lại mấy cái, ôi các bạn coi nè, đây nó có cái dấu hiệu mà của cái bằng chân đạp nè, các bạn thấy không? Cái cỏ này nó mới dập luôn nè. Mình nghi ngờ trong đây có một số người ở đây đó, mình sẽ vô tìm. Ấy quay à. Phó Đành, Phó Đành, các bạn coi nè, các bạn ơi. Ủa em ngồi đây em sợ cái cây này nó sập xuống nó đè em sao? Nãy giờ em ngồi em suy nghĩ là lỡ người ta chạy ngang sập cầu sao nó rồi. Trời ơi cái móng cầu này ngồi đã dữ, em ngồi điên tĩnh dữ hả? Trời ơi em sợ là em bắt đầu tiên mà anh ngồi hai con bắt đầu tiên luôn rồi. Đúng, hai con ăn hại thì chứ trốn chỗ vô dễ bắt được chết luôn á. Rồi nhưng mà anh không nghi ngờ còn thêm không phải mình em đâu nha, anh nghĩ là có người nữa đó. Anh sẽ đi tìm tiếp nữa. Ôi. Không ai đâu trời. Tại vì mình quy định cái chỗ cách 100m lận, tại cái này không tới 100m đâu. Nó còn có thể đi dài xa xa hơn. Chẳng hạn như là đi mấy kinh mấy cầu luôn. Tại đây mình thấy cái áo đỏ ở đây nhúc nhích nè. Đây nè, áo đỏ nhúc nhích đây nè. Hai đây nè. Có đành nào đây? Tí chuột. Các bạn thấy không? Trời ơi cái chỗ này ngồi con cá hết hết bài luôn á tí chuột ơi. Nãy giờ cái đồ nó lấy ra quá trời luôn. Có không? Quá trời luôn, ăn móng á. Mình biết ngay rồi các bạn ơi, xong clip này chắc chắn là các bạn yêu cầu mấy anh em mình làm gì tí chuột? Con cá. Con cá sinh tồn nhà quan đúng không? Đúng rồi, điên này nên đưa đừng nói ông bẩn. Các bạn thấy cái địa điểm này rất là thích hợp cho sinh con cá sinh tồn không? Dưới dạ cầu luôn. Vậy là mình thua đi các bạn. Rồi như vậy là phát ke thắng rồi nha các bạn. Còn thằng Hải nó chết rồi. Ủa quên, còn thằng Chí Đen Hải. Thấy chưa, mấy đứa chê Chí Đen Hải sao ngày nay nó lại hại dữ như mấy đứa. Đừng nói ngày nay Chí Đen Hải nó dành nhất ngày hôm nay nha. Chiếm, chiếm lạ. Trời ơi hết chỗ kiếm rồi các bạn ơi. Hai căn nhà này liền kề, căn nhà này có cái lỗ chui vô. Ôi ơi, cái chân có cái chân nha. Ôi mẹ nó ngọn ngay được quốc lộ luôn mọi ơi. Ơi phát nghe. Xin lỗi em nghe, anh tưởng đâu em mặc cái đồ này ngụy trang phải không? Trời nhưng mà em thua rồi. Tưởng anh tự nhiên còn kiếp này chứ. Trời ơi, vậy là ngày hôm nay thằng Chí Anh Hải đã chiến thắng các bạn. Hả? Anh Tư làm Chí Anh Hải không sao? Sao? Anh Tư không nhấp chèo lên. Ủa chèo đâu? Anh Tư chèo rồi mà chèo đâu? Nhấp lên. Nhà rồi cha. Anh chèo rồi. Anh Tư coi. Cha đâu có ra ngoài cái chừng hồng chờ anh đâu ngoài cái sổ này cho anh nằm ở đây nè. Lên cây, lên cây. Mình thắc mắc thủy chuột cái nào tí đang nằm đâu. Trời ơi. Mà cái đen chia tiền con cha. Ở cái nhà vậy mà chiến đỏ tí đen nó đố một mình, nó là mấy đứa không có cửa chỉ đen rồi nó dạng dữ rồi ta. Đâu dám nằm trong đâu, nằm ngoài không mà. Nghĩa là ở ngoài cũng vẫn dạng, tại vì ta trong nhà mấy đứa là đừng có nói vậy. Đúng không? Nằm sát ngoài lộ luôn á. Trời ơi, chỉ đen là nó dạng rồi trời, cái nhà nó vô một mình nữa nè. Bạn coi nè. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cái dịch nạt thì thiệt chứ đi hù mình hết hồn rồi ơi. Trời ơi. Ở căn nhà này đã thì chứ hết cái chuột. Đúng rồi. Ở căn nhà này mấy anh em mình thử thách 24 giờ là hơi bị ngon á. Lên nhiều tiền chắc hết rồi. Không, anh Tư nghĩ cái giá là chắc lắm. Đây là cái chỗ này cho tụi khoa trong nhà. Ừ. Nó mở ra trời. Rồi gác thì yếu mới đứa từ từ nha. Trời ơi, ở đây có khen thưởng các bạn ơi. Không, đâu có ai cho anh nhìn nè.
Ơi ơi, nhìn này chứ. Trời ơi ơi. Nhàn Thiên nằm ở dưới. Đâu nằm đâu? Quá sắc rồi. Các bạn coi tí đen nè. Nó nằm vậy mình không ngờ luôn bạn. Ủa thêm gan vậy em lọt dưới sao? Tôi anh nhắc này yếu mất rồi ta. Tôi thấy nó ôm, nằm nó ôm cái cọng à. Ơi, nằm đây là đã quá anh ơi, ngồi ăn mấy kim ruột ngon luôn á. Trời ơi, vừa có ăn mà vừa có giống cái này là thử thử sức gan dạ của đứa thôi, thật sự A Tư nói vậy đó. Đứa đứng 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 gần gác nhiều quá đứa ơi, yếu quá. A Tư. Hả? Ở gì vậy? Không ông đâu. Ở ông mới đóng mà, ông còn một xíu à. Chỗ này mình xin tồn ngủ thì được không anh Tư? Đúng rồi. Mày cha ơi. Hả? À lần này chị đen nó hát là phải chi đi có cha. Đúng rồi. Tao kệ ai làm giỡn đen rồi sợ. Trời ơi, giờ tụi bay hát che đâu chưa? Trốn mãi vậy anh Tư đâu dám vô tìm đâu, anh Tư sợ ma gì chứ. Đúng rồi, thôi bây giờ sửa tên anh Tí ăn hại thành Tí lợi hại đi được không? À được á, đúng rồi đúng rồi. Rồi. A few moments later. Đó thì sao khỏi mấy anh em mình đã về tới nhà bạn ơi. Thì từ cái chỗ của mình là xuống đó khoảng chừng 3 cây số nha các bạn. Ủa bà con gì kêu sùm vậy trời? Hổng lẽ chứ mình biệp mình xảy gì vậy trời? Con mình biệp con. Ủa mình biệp con mà sao vậy? Mình biệp kêu dữ vậy trời? Con kêu rồi. Ủa lộn mình biệp nè. Ủa mình biệp ở đâu vậy? Ở đâu hả? Nãy em nhưng mà kìa chúng dưới anh Tư bắt. Đi vô cái lùm nhà nước á, lùm nhà nước á anh Tư ơi. Thấy nó ba hai con đó kiểu như đó lộn anh Tư. Mẹ dẫn đi ăn anh Tư. Trời ơi, mình biệp vậy tặng anh Tư được không? Ok luôn Tư. Trời ơi đã nè. Ôi sao tội nó dữ vậy? Trời ơi, trời ơi tội nó đã. Trời ơi, mình biệp con các bạn ơi. Ở nhà quan tại cái nhà đó không ai ở mà không thấy. Ủa sao nãy anh Tư lại mới đưa anh Tư đi? Trời ơi, đâu ngu gì đưa anh Tư Tư. Chạy ra anh cái anh Tư thấy tụi em đâu. Đúng rồi. Trời ơi, vậy là con bìm biệp này á, nó một cặp mấy đứa bắt ụt, con là mấy đứa, con đâu? Đó là hai con anh Tư ạ, tại em thấy được con này con kia, nó nhanh nó phóng ra nó tiêu rồi, còn con này nó lũi cái đó anh Tư bắt. Nãy là Tư thấy cái ổ trên cái cây luôn á. Đó các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ trao tiền thưởng cho Tí Đen nha bạn. Đây Tí Đen, em cầm tiền anh Tư đi. Cũng đó. Là Tí nhưng mà sao nó lạ lắm. Đây cầm không. Đó điểm lại đủ đồng hoàng không? Rồi. Đủ anh Tư ơi. Sau đây anh Tư muốn nghe lời phát biểu của em nè. Trời ơi, mốt mày đừng kinh thượng nghe. Tại chưa bộc lộ hết kỹ năng thôi. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê vậy trời. Tại mai tại anh Tư không dám đeo nó thôi Tư ơi. Ba kia xém nhìn nhất luôn á, nó quyện trang sao cái đồ xanh nó ngay cái cỏ luôn, ngay cái đường bước vô mà Tư không thấy. Ủa Tư đi ngang thấy không? Thấy chứ, Tư ngồi chửi cái camera gì hư rồi. Mình mới vô camera nó bị cái thẻ hư. Mình chửi rồi Ba kia nó ngồi ngay cho mình luôn. Em vô ngồi hướng cậu anh Tư. Trời ơi, nay ngộ à. Mà sao? Giờ mấy đứa thấy cái chỗ đó là mấy anh em mình sinh tồn được không? Cũng được Tư, mà em thấy không biết cái nào có cá được không Tư ơi. Sinh tồn được mà cái số tiệm chỗ đó không có gì trốn Tư ơi. Đúng rồi. Mà chỗ em trốn anh Tư, chỗ đó một cá một thầy luôn. Đúng rồi. Các bạn ơi, thì mấy anh em mình nói chung cũng là cái nhà đó là không biết qua hay không. Thì mấy anh em mình thấy có người ở thì mình nói vậy thôi. Chứ thật sự nếu mà có ai xem video này á, nếu mà có còn ở này kia thì cũng giống như thông cảm mấy anh em mình nha. Tại mấy anh em mình chỉ làm clip vui thôi. Thì nếu mà các bạn hả? Vậy. Đồng, ủa sao vậy? Sao có vụ gì vậy? Nãy anh Tư nó vô nó kêu em trốn này đi xong rồi xong nó ra cái nó khóa cửa là giùm em luôn anh Tư. Em nhớ của tao lắm mà, tao đi theo lắm mà. Mày nó khóa mày cũng khóa đâu. Trời ơi, thấy chưa mấy đứa? Chơi cũng phải có gian lận mới thắng được nha mấy đứa, muốn phải có biết vậy nha. Hợp đồng với thằng Chi. Đó các bạn ơi, thì ngày nay mấy em cũng rất vui nha. Thì nếu mà các bạn muốn anh em mình sinh tồn ở đó 24 giờ 72 giờ, các bạn để lại bình luận, anh em sẽ tiếp tục làm cái story ở nhà quan nữa nha. Còn bây giờ mấy em mình xin với các bạn, bye bye. Còn con biệt mình đem nuôi cho bạn cho nó đủ đồ đủ cặp với con biệt mình nha.